Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 đây. Trước màn ảnh ở vị đây, hiện tại thì chúng tôi vừa xong 3 chiếc sập ngồi, 3 chiếc sập ngồi ngũ phúc đây của khách hàng ở tại Việt Trì và thành phố Hà Nội. Trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi quay lại video làm kỷ niệm cũng như giới thiệu với mọi người. Và tôi cũng xin quý vị theo dõi thì một lúc thì tôi sẽ báo giá luôn, báo giá chi tiết của 3 chiếc sập này. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của chiếc thứ nhất này, thì ba chiếc này thì cũng là mẫu khá là giống nhau. Đấy, chiếc này kích thước là 1m6 quý vị nhé, 1m6 x 2m. Chất liệu gỗ chúng tôi sử dụng là chất liệu gỗ dâu, giá cả thì cũng rất là hợp lý thôi, giá cả rất là hợp lý thôi. Thì một lát nữa tôi sẽ báo giá quý vị về phần giá cả. Thì về những cái mẫu sập ngũ phúc mà kích thước 1m6 x 2m này, nó rất là nhỏ gọn, khi chúng ta kê vào những không gian phòng thờ nó vừa phải, cũng như là những cái bàn thờ mà có kích thước 1m97 thì chúng ta để là rất là phù hợp, rất là phù hợp với những cái bàn thờ có kích thước là 1m97. Hình ảnh tổng thành của sản phẩm đây. Thì mẫu sập này hiện tại thì chúng tôi bán rất là chạy, hiện tại chúng tôi bán rất là chạy do giá cả cực kỳ là hợp lý, cũng như phù hợp với đa số túi tiền khách hàng với mức giá rất là bình dân. Đây thì về phần chi tiết hơn, quý vị thấy phần chi tiết hơn là chiếc chân sập này kích thước là chân 20, phía trên này có đục chạm là chạm đầu rơi này. Đó, phía đằng này thì có những cái đường truyện mẫu tử mẹ con cũng là hình ảnh là rơi ngậm lãng hoa. Toàn bộ đường nét đục chạm chi tiết thì rất là sắc nét. Ở chính giữa là có hình ảnh rơi ngậm chữ thọ này. Đó, toàn bộ hàng cũng hoàn thiện, đây một chút bụi. Chính một chút bụi. Hàng hoàn thiện thì sơn là cũng là rất là kỹ. Đường nét chi tiết. Phần ván mặt là ván mặt hai lá quý vị nhá, ván mặt hai lá, khuôn tranh là khuôn tranh 6 phân, khuôn tranh 6 phân, một ván là dày 2 phân. Vân gỗ dâu thì quý vị thấy vân gỗ dâu rất là đẹp, chất liệu gỗ dâu này thì cũng là rất là phù hợp phải chăng, cũng như là chất lượng nó bền, chất gỗ dai. Thì phía bên trong kia, phía bên trong kia là cũng có 2 chiếc y hệt như vậy. Chiếc này cũng kích thước là 1m6 ấy, chiếc này cũng sâu. Như vậy thì tôi sẽ không giới thiệu kỹ nữa, tôi chỉ quay nguyên chiếc này thôi. Tôi cũng xin báo giá luôn, chiếc sập này thì hiện tại chúng tôi đã bán với giá là 24 triệu quý vị nhé, 24 triệu đó, cực kỳ là hợp lý luôn, quý vị có thể trưng bày phòng thờ. 24 triệu. Ngoài ra những sản phẩm chất liệu trong gỗ dâu này, chất liệu khác thì chúng tôi còn nhiều những cái mẫu và chất liệu gỗ hương cũng như là gỗ gỗ thì giá thành nó cao hơn một chút. Tuy nhiên thì cái mẫu gỗ dâu này thì sẽ phổ biến mọi người có túi tiền phù hợp hơn, mức tiền nhỏ thì có thể trang trí mua sắm gia đình mình. Các vị nhé, thì hiện tại là chiếc xe chúng tôi cũng chuẩn bị đây là bốc xếp ma chiếc sập này rồi. Mọi người có nhu cầu mà quan tâm thì có thể bấm theo dõi, bấm like kênh của tôi để theo dõi những sản phẩm mới nhất. Và đây là cái địa chỉ liên hệ của chúng tôi. Cơ sở của tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 866 đấy. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 11 tháng 8 năm 2020. Xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người trong những video thứ khác. Tôi đã chuẩn bị để chuyển 3 chiếc sạc này cho khách hàng.